ổng là số 1 luôn. Nhìn em ăn là biết rồi. Nhìn đói cả tuần để ăn đúng không? Dám không? Không dám đâu, không dám đâu cái gì. Ủa? Ủa? Sĩ? Trời, lâu quá không gặp. Đúng rồi, lâu quá mới gặp. Ông cũng ăn ở đây nữa hả? Đúng rồi. Xin giới thiệu với ông, đây là Hân, vợ sắp cưới của tôi. À, anh nói gì kỳ quá vậy? Không đúng hả? Dạ chào anh, em là Ngọc Hân. Ờ, còn anh là tiến sĩ. Ủa, cô gái kia là ai vậy? Ờ, đây là Diễm My, bạn gái của tôi đó. Dạ, chào em. Chào anh, chào chị. Hai người cũng đi ăn hả? Ờ. Vui, ngồi ăn chung đi vui. Ok. My, em còn đi học hả? Em học trường nào vậy? Dạ, em học trường Đại học Nhân Văn. Trường Nhân Văn? Vậy là chung trường với Hân rồi. À, dạ. Những cô gái đẹp như em học trường Nhân Văn nha, chắc là nổi tiếng đó đúng không? Em học ngành gì vậy? Thật ra trường của em là... Anh nghĩ là cái sắc đẹp của em á là làm người nổi tiếng chứ không phải là đi học nữa, đúng không? Thật ra em học trường Đại học Dân Văn chứ không phải Nhân Văn. Gì? Trường Dân Văn hả? Cái trường đó chắc nằm ở trung tâm Sài Gòn hả em? Thật ra trường của em ở xa trung tâm lắm anh, ở ngoại ô lận. Sao vậy? Mọi người nói chuyện gì vậy? À, không có gì đâu. Ê sĩ, hình như tôi nghe ông nói là ông tính học thêm chuyên ngành mới à? Đúng rồi, tuần sau đăng ký nè. Cũng được. Ê, ê, nghe cái bài nhạc nè, tự nhiên tôi nhớ ngày xưa ghê luôn á. Lúc tôi với ông mới vô trường á, tôi hay đọc cuốn sách Rừng Na Uy của Murakami Haruki á. Cái đó chỉ có mình ông mê chứ ai mê. Thì hồi đó mới vô trường còn nhiều hoài bão. Hân, em có thích cuốn sách Rừng Na Uy không? Em thấy cũng bình thường mà. Cũng bình thường hả? My, còn em thì sao? Em cũng thích chút chút. Thích chút chút thôi hả? À, hình như em cũng thích anh đi qua hồ phải không? Là ai vậy? Là người vẽ nên chiếc áo của em đó. Áo này á hả? Anh, cái này là Marilyn Monroe mà. Anh không biết Marilyn Monroe hả? Không phải. Ý của anh muốn nói á là Andy Warhol là người vẽ lên bức tranh Marilyn Monroe in trên cái áo của em đó. Ê. Hả? Ông này, tự nhiên quan tâm tới áo cổ chi vậy? Nè. Hả? Ngày mai á là giáo sư Phát có buổi tọa đàm tại Bình Dương, ông đi coi không? Thôi, chứ không đi đâu. Em ăn đi. Ăn đi em. Mọi người ơi, chào cô. Nè, năm mới rồi, sao tụi mình không tổ chức tiệc tân niên ta? Dạ, em cũng thấy nên vậy đó. Nếu như mọi người không ngại á, hay là tổ chức tiệc ở nhà Hoa nha. Ui, đúng rồi. Nè, có chuyện gì mà mọi người vui dữ vậy? Dạ, cô Hoa muốn mở tiệc chúc mừng năm mới ở nhà của cổ. Ừ, vậy à? Ờ, nếu mà bữa đó cô không có bận á thì tới nhà em chơi cũng được. Không bận thì tới chơi cũng được à? Ý cô không muốn mời tôi chứ gì? Ờ, cái này là cô suy nghĩ hơi bị sâu xa nha. Tại vì cô là cô hiệu phó mà. Cô hiệu phó thì lúc nào cũng bận rộn phải không? Ui da. Cái gì vậy? Tay bị xước, đau quá. Hả? Sao không? Có sao không? Đưa tụi con coi. Nó xước nguyên một đường luôn nè. May là bị thương nhẹ đó. Được rồi. Có cái đinh ở dưới đây nè. Lát nữa, để tôi kêu mấy thầy đến đó rồi đóng lại giùm cho. Dạ. Gì cô? Chuyện này chuyện nhỏ xíu à. Đóng đinh thôi mà. Em đóng được. Thôi cô à, cô cứ để đó đi, để lát nữa mấy thầy làm giùm cho. Đóng có cây đinh không thôi à, cũng đi nhờ giả đàn ông nữa, mất công quá cô à. Mất công gì chứ, dù sao mấy chuyện này đàn ông vẫn làm tốt hơn mà. Tại sao chuyện gì phụ nữ làm được thì cứ làm đi chứ, mất mới gì mà phải đi nhờ giả đàn ông. Cô thiệt tình, mấy cái chuyện này là em giỏi hơn cả đàn ông rồi đó, cô yên tâm đi. Sao vậy? Cô có sao không? Đã nói rồi, mấy cái chuyện này cứ để đàn ông làm đi mà.
Em đã nói là em làm được. Thôi bây giờ cô tránh ra đi, không thôi em đánh trúng tay cô bây giờ. Nè, cô đừng có bướng nữa, đưa tay tôi coi coi. Em đã nói là tránh ra. Tôi nhổ nước miếng mà đừng có ăn ké nha. Ai mà thèm ăn của bà? Ủa Mai, bà đọc cuốn Rừng Na Uy bao giờ chưa? Rừng Na Uy là sách hả? Nhưng tôi có thích đọc sách bao giờ đâu. Chị, bà có biết Andy Warhol là ai không? Andy Warhol hả? Hình như tôi có nghe á, nhưng mà không nhớ nữa. Trời ơi, xã hội này mà ai cũng giống như bà thì tốt biết mấy. Anh Quốc ơi, Quốc, nói nghe nè. Anh có biết Andy Warhol là ai không? À, ông ấy là họa sĩ đó. Đúng rồi, là một người họa sĩ rất là nổi tiếng á. Ê, nghe nè, cái này là Marilyn Monroe của Andy Warhol vẽ đó. Vậy hả? Ừ, nổi tiếng lắm á. Anh Julie, anh biết thì không nói gì. Ngay cả người như anh Quốc mà cũng biết nữa hả? Như tôi chết quá, nhục nhã quá. Ủa sao tự nhiên anh biết cái con bé Mỹ nhục vậy? Mà biết rồi. Người ta đang đánh mà xin cái gì? Đi mà một dáng thôi, em cũng biết đánh chứ bộ. Biên! Em đánh giỏi lắm á, cho em chơi đi. Ủa nè, chơi đi. Dạ. Ủa mua gì nhiều quá vậy? Đem kinh phụ cho. Tôi xách được rồi. Đem kinh phụ cho. Đây. Mẹ ông cũng đang xách nặng nè ông. Thôi vậy đây mẹ đây đưa con phụ cho. Thôi được rồi, không cần đâu. Thôi để mẹ để đây đưa con. Đây chị. Có đọc Rừng Na Uy không á thì cũng đâu ảnh hưởng tới chuyện yêu đương đâu. Nhưng mà có đọc còn hơn không chứ. Không thôi thì đi chung tôi cảm thấy mắc cỡ lắm. Trời đất ơi, bồ có đọc sách thường xuyên đâu mà sợ mất cỡ. Thì cũng đúng, nhưng mà thôi, cứ đọc vẫn hơn. Cứ xem như cái chuyện đọc sách đó như là mình đi học thêm thôi, có gì đâu. Vậy ha, bye bye bà. Chị My. Ủa, chị Hân. Ủa sao chị đi có mình vậy, anh Duy đâu? Anh Duy kéo mình chị phỏng vấn nên chị ngồi đây chờ, lát nữa về chung luôn. À, hay chị qua ngồi chung với em không cho vui? Trùng hợp ghê á, chị cũng đang có chuyện định tập game nè. Hả? Con á thì thấy thân thiết với cô Liễu giống như là ruột thịt vậy đó cô. Chắc là tại con biết cô Liễu trước rồi nên con thấy vậy. Nếu như mà cô không có mối quan hệ gì với ba cô á thì cũng có thể là cô không ghét cô lắm. Nhưng mà cô không hiểu được nha. Dạo gần đây hả, càng ngày cô càng thấy ghét cô. Ủa sao vậy cô? Sao hả? Tại là cổ lúc nào cô cũng suy nghĩ là phụ nữ thì phải cần đàn ông che chở. Nghĩ sao mà như vậy được chứ. Cô là cô ghét những người phụ nữ có tư tưởng đó lắm luôn á. Phụ nữ là phải độc lập. Dạ. À Tâm Anh, em đổ bột ra giùm chị nha. Dạ. Tâm Anh. Dạ. Con ra mở cửa giùm cô đi con. Dạ con. Đi, để đó cho chị. Chị cũng từng học trường Nhân Văn nè. Dạ. Chị với em cùng trường đó. Ủa vậy hả chị? Anh Duy cũng không biết chị học trường Nhân Văn đâu. Vì mới năm nhất là chị đã đi du học rồi. À. Em cũng đọc cuốn sách này nữa hả? Dạ em mới đọc à. Em đọc để em hiểu biết thêm á chị. Mệt mỏi không? Sao mệt mỏi chị? Thì phải quen một bác sĩ đó. Ừ, thật ra cũng không có mệt mỏi lắm. Nhưng mà đôi lúc em thấy nhiều khi anh nói chuyện hơi cao siêu, hơi khó hiểu một chút đó chị. Mấy tai bác sĩ thường nói chuyện nghề nghiệp, mấy chuyện gì cao siêu không mà. Em đừng có để ý, đừng có quan tâm gì nhiều hết. Dạ, nhưng mà đôi lúc nói chuyện gì mà em không hiểu á, em thấy hơi khó chịu chút xíu. Bởi vậy em đừng nói gì hết là tốt nhất. Mỗi lần mà chị nghe mấy chuyện đó là chị ra bộ buồn ngủ mà. Chị ra bộ buồn ngủ hả? Ờ. Nếu trong trường hợp mà họ vẫn cố tình nói cho em nghe thì cách tốt nhất em cứ ngủ luôn cho chị. Cách đó rất là hiệu quả. Em cứ tin chị đi. Dạ hả? Em cảm ơn chị. Ờ, quán Cà Na gần trường còn không em? Cà Na? À, cái quán bar gần trường đó hả chị? Ờ, em có hay tới đó không? Em biết nhưng mà chưa bao giờ em vô đó hết đó. Em nghĩ chắc không thay đổi gì nhiều đâu chị.
tự nhiên nhắc tới nó, chị muốn đi quá à. Ngày xưa mà chị còn đi học á, thời gian chị ngồi trong lớp học còn ít hơn ngồi trong ba nữa đó. Ui, là chị là học sinh cá biệt rồi. Em xin lỗi chị. Không có sao đâu, chị đang như vậy mà. Dạ, con mời bà uống nước. Cảm ơn con. Ủa, Tâm Ý, cô qua đâu sao không thấy vậy? Dạ, con Hoa lên lầu thay đồ đón khách rồi bà. À. Mà bà ơi, ừ? Có phải lúc sinh ra con gái đã không mạnh bằng con trai đúng không bà? Đúng vậy đó con, ông trời đã xếp đặt như vậy rồi mà. Cô Liễu, sao cô lại dạy con nít kỳ cục vậy? Hả? Tôi dạy sao? Làm gì có cái chuyện mà con gái giống vậy sinh ra lại yếu hơn con trai chứ. Cái đó tùy thuộc vô cơ địa của mỗi người đó cô à. Phải đó, thì có những trường hợp ngoại lệ, nhưng mà xưa đến giờ con trai vững mạnh hơn con gái mà cô. Làm gì có chuyện đó. Nè Tâm Anh, con không được nghe lời của cô Liễu nói nha. Đàn bà sinh ra lại yếu hơn đàn ông. Làm gì có chuyện đó, tào lao. Dạ. Ủa, nè Tâm Ý. Dạ. Cái bàn này ai xê dịch nó qua đây vậy? Dạ, hồi nãy lúc cô lên thay đồ cô, ông với chú có kéo qua để quét dọn đón khách. Xong rồi ông với chú ra ngoài, quên thiên lại chỗ cũ. Để cái bàn ở đây làm sao mà coi được, vướng víu quá chừng à. Ờ, à, cả phiền cô. Nè Tâm Anh, con đứng lên đi, để cô kéo cái bàn lại chỗ cũ. Ờ, à, cô qua à, một mình cô với tôi sao mà kéo nổi hả cô? Dạ đúng rồi cô, để con phụ cho. Không cần hai người phải giúp cho tôi, một mình tôi khi cũng được mà. Trời, cái bàn này á, đàn ông còn kéo không nổi, sao mà cô kéo nổi chứ? Cô nói cái gì vậy? Thôi được rồi, để em chứng minh cho cô coi. Đàn ông làm được thì đàn bà cũng sẽ làm được. Cô qua à? Ủa sao mọi người? Julian, con vào đây phụ cô qua một tay nha. Không cần đâu, tôi kéo được. 1, 2, 3. Thấy chưa? Tôi đã nói là đàn bà làm được mà. Wow, cô đúng là số 1 á nha. Chuyện nhỏ. Đàn bà con gái mà sùng dữ. Rồi sao nữa chị, sao nữa? Thậm chí chị còn leo lên mấy một quán bar chị nhảy nữa đó em. Ông chủ quán bar còn tặng cho chị mấy cái phiếu uống rượu miễn phí nữa đó. Vậy hả chị? Trời ơi, chị đúng dân chơi luôn á. À, anh dạ. Duy phỏng vấn xong rồi, chị đi trước nha Mi. À, dạ, chị đi trước đi. Bữa nay á, nói chuyện với chị vui ghê á. Chầu này để em đãi nha. Cảm ơn em nha. Dạ, bye bye chị. À, mà chuyện hôm nay nhớ bí mật đó nha. Chị yên tâm đi, mấy cái chuyện này bí mật mà không nói ai nghe đâu. Bye bye chị. Wow, mấy cái món nhiều hấp dẫn quá hả chị? Hấp dẫn thiệt không? Nè, nếu như mà mọi người không chê á thì mọi người nhớ là dùng tự nhiên nha. Dạ, vậy cảm ơn chị. À mà chị, ủa mình không có một chút xíu men hay là gì hết hả? Quên nữa ha, ai nói là không có vậy. Nè, mọi người yên tâm nha, hôm nay á tôi đã chuẩn bị sẵn bia có, rượu có. Mọi người ở đây muốn uống cái gì cứ nói nha. Bia đi cô Hoa. Bia hả? Có liền. Nè Tâm Ý. Dạ. Con mở tủ lấy bia giùm cô đi, cô để sẵn ở trọng á. Mọi người dùng tự nhiên nha. Mời mọi người. Dạ, mời mọi người. 2, 3, vô. 100% nha. Julian, dạ. Con là đàn ông 100%, phụ nữ mình 50% thôi nha. Dạ có điều. Bà ơi, 100 với 50 là sao vậy bà? 100% đó hả? Là uống ực một cái là cạn ly. Còn 50% chỉ cần uống đến phân nửa là được rồi con. À, nhưng mà sao phụ nữ chỉ uống được có phân nửa thôi vậy bà? Bởi vì phụ nữ là phải yếu mà. À, dạ. Cô à, em xin lỗi. Tại sao cô lại dạy con nít như vậy hả cô? Như vậy đâu có đúng đâu. Tôi dạy sao? Ai lại đi dạy con nít mà là một đứa bé gái nữa? Ai mà sinh ra đàn bà lại thua đàn ông chứ cô? Cô Hoa, sao có mỗi câu nào tôi nói ra cô đều không hài lòng hết vậy hả? Là tại vì cái suy nghĩ của cô như vậy không đúng. Cô đã suy nghĩ sai rồi, cô còn gieo vào đầu một đứa bé như vậy nữa sẽ ảnh hưởng tới tâm sinh lý phát triển của nó đó cô. Nè Tâm Anh, con nghe lời cô nói nghe chưa? Phụ nữ hay đàn ông gì sinh ra thì đều có sức mạnh ngang nhau hết. Nghe rõ chưa con? Dạ. Nè, bây giờ đàn ông hay đàn bà gì cũng phải uống 100% nghe chưa?
Dạ. Vô 100%. Vô. Hết rồi nha, 100% rồi đó nha. À, chị ơi, nếu mà uống được thì thôi, chứ bia vô nó cũng khó chịu trong người lắm á. Em yên tâm, đàn ông uống được thì đàn bà uống được. Vô 100% nha. 1, 2, 3. Vô. Ui da, cái gì vậy? Trời ơi trời, ông ơi ông, sao lại nằm ở đây? Tối qua vợ con uống nhiều quá rồi ối mửa lên phòng tùm lum bên rơi, nhưng sao con nằm trên được nên xuống đây nè. Ủa, đầu xuống quá. Hả? Con làm gì mà qua con uống dữ vậy hả? Mọi người ngủ có ngon không à? Ừ, cảm ơn. Mi. Chết rồi. Cô xin lỗi. Đi vô đây đi, cô cắt cái áo ra luôn đi. Nè cô xin lỗi, cô xin lỗi, cô mua cái áo khác cho nha. Mai mốt kêu em sớm đi, kêu gấp gấp, em không có chuẩn bị kịp gì hết à. Anh biết rồi, anh xin lỗi được chưa? Ừ. Mà bộ ngày hôm nay á, em gặp nhiều người lắm hả? Ừ. Anh làm gì nhìn em dữ vậy? Bộ mặt em có dính gì hả? Em rửa mặt chưa? Em rửa mặt rồi, mấy cái chuyện này em kỹ lắm á, gấp cỡ nào em cũng làm xong xuôi hết em mới dám đi ra đường. Nhưng mà em rửa mặt thiệt chưa? Em rửa rồi. Cục gàng chà bá trên mặt kìa. Đó. Đây, hả? Đi đây nè. Đây. Dạ. Nhìn cho kỹ nha. Ê. Rồi, đi lẹ. Sợ vậy, sợ. Cô ơi, cô uống miếng cho khỏe đi cô. Cảm ơn con nha. Cảm ơn con. Cô bớt rồi. À, bà nè, để cô đi chợ hay là đi siêu thị gì đó, cô kiếm cái áo mới mua đền lại cho Tâm Anh nha. Dạ thôi, không cần đâu cô. Có gì đâu. Ủa? Cúp điện hả? Ủa? Sao dưới nhà cúp điện? Mà ở trên phòng tắm với lại ở trên nhà vẫn còn sáng mà cô. Con nói cái gì? Ở trên lầu vẫn còn đèn hả? Dạ. Nguyên ơi! Nguyên! Nè! Dạ. Con kêu Nguyên chi vậy? Nói với chú và ông đi ra ngoài rồi mà. Ồ vậy hả cô? Trên lầu còn điện mà cái đường dây dưới này là như vậy, chắc là có vấn đề rồi. Nè, con vô lấy bộ đồ nghề sửa điện ra cho cô đi. Dạ thôi cô ơi, con thấy mấy chuyện này nguy hiểm lắm, hay là cô đợi chú hay là Nguyên về đi. Cô đã nói là cô làm được, đi lấy bộ đồ nghề sửa điện cho cô đi. Dạ. Cô ơi. Hả? Có phải chuyện sửa điện là chuyện của đàn ông đúng không cô? Con không tin cô đúng không? Cô đã nói với con rồi, chuyện gì mà đàn ông làm được, tất nhiên là phụ nữ làm được. Nhưng mà con nói chuyện sửa điện nguy hiểm quá cô ơi. Không tin chứ gì, cô sẽ chứng minh cho con coi. Ơ, cô ơi. Cái gì? Có ổn không cô? Cô đã nói là cô làm được, hãy tin cô. Bình thường nha cô. Biết rồi. Cô ơi cô sao không cô? Cô ơi cô. Ủa, đèn sáng rồi cô. Đèn sáng rồi hả? Dạ. Con thấy cô nói đúng không Tâm Anh? Đàn ông làm được là phụ nữ làm được. Đàn ông làm được là phụ nữ làm được. Cô ơi, con nghe mùi thịt luôn. Nè, giờ này béo phì lắm rồi đó. Ăn tinh bột nhiều lắm rồi nha. Ăn tôm đi. Ê, dậy. Ủa, tới sớm vậy? À. Chào anh. Nè, em ăn gì? Để anh lấy cho. Ăn hết. Dạo này hay đi chung với em lắm hả My? Dạ. Sĩ. Bộ công khai rồi hả?
Ê, tôi ghen tị quá. Nè, nghĩ ăn. Đàn ông không có được ghen ăn tức ở kiểu đó, hiểu không? Ông có tôi rồi, đừng có buồn, có tôi chăm sóc rồi nha. Dạ, con nghe nè ngoại. Con ra ngoài với bạn gái con chút xíu rồi. Dạ, dạ không có nhậu đâu. Ngoại yên tâm, dạ dạ, dạ đi chơi thôi. Duy. Ủa? Ê, lâu rồi anh em mình mới tụ họp đông đủ vậy á. Tí đi cà phê ha. Tạp chí Khoa tuần này có một bài viết rất là hay, mọi người đọc chưa? Có phải bài viết về ung thư thực quản đúng không? Bài viết đó hay lắm hả? Phân tích về nguyên nhân gây ra ung thư thực quản, đáng đọc lắm đó. Tôi có đọc một bài viết của giáo sư Mark. Bài viết ấy viết về cách trị bệnh truyền thống rất là hay á, mọi người nên đọc. Kính thưa quý vị, cho MC hỏi một câu là quý vị đã ăn uống no say rồi có đúng không ạ? Như vậy xin mời tất cả chúng ta cùng bước vào phần tiếp theo của buổi tiệc ngày hôm nay với chương trình so tài biểu diễn. Chỉ một ít phút nữa thôi, chúng ta sẽ cùng đến với chương trình so tài biểu diễn cùng với những phần quà vô cùng hấp dẫn và rất giá trị. Nhà anh, hay là mình tham gia đi. Anh ơi, có phần thưởng hấp dẫn nữa kìa. Thôi mà, giờ mình ra ngoài chuẩn bị. Ủng hộ cho ban tổ chức chúng tôi có được không ạ? Anh, mình đi luôn nha. Là không được đâu. Phần thưởng hấp dẫn không sao em chị cho. Đi 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 đi. Nó. Còn mình thì sao? Không lẽ ngồi đây? Em đi nha chị. Ủa, em đi đâu? Thì em đi với cô Hoa á. Dạ, con chào cô. Nè, cô dắt Tâm Anh đi mua áo nha. Dạ, không cần mua đâu mà cô. Có gì đâu. Cô làm hư áo của nó thì cô phải mua chứ. Với lại cô cũng mua áo cho cô nữa mà. Dạ. Nè, xong chưa? Dạ rồi, dạ, em đi nha cô. Chị cô đi nha. Dạ. Đó chỉ cần làm đơn giản vậy thôi à, dễ lắm nha, đi thay đồ á. Này khoan khoan. Mình tham gia thiệt hả em? Tham gia thiệt mà, anh biết tính em rồi đó, mấy cái vụ này là em máu lửa dữ lắm. Nhưng mà anh làm không được đâu. Anh làm được, không sao hết, dễ lắm nha, đi thay đồ, làm được, làm được, làm được. Thôi được rồi, anh sẽ cố gắng làm những gì sư phụ nói. Yeah. À, nhưng mà nè. Gì nữa? Anh làm có được không? Được, anh làm được, tự tin lên nha. Được nhưng mà anh về nè, nói anh diễn vậy này chứ. Nè nè nha, phải cố gắng lên nha. Cái cặp đó là không có đơn giản rồi đó. Ngày xưa chị Hân Ngọc xin cá biệt đó nha. Hả? Không có gì, đi thay đồ. Nè. Bây giờ đây là phần thử sức dành cho quý vị.
ai trong chúng ta mà kéo được chiếc xe này đi được 5 mét thì chúng ta sẽ được một phần quà có giá trị, đó là phiếu mua hàng trị giá 5 triệu đồng. 5 triệu đồng nha quý vị. Và bây giờ ai có muốn thử sức không nào? Ai muốn thử sức thì hãy ra đây. Cô ơi cô, chuyện này phụ nữ không làm được đúng không cô? Hả? Tôi xin nhắc lại, có ai muốn đăng ký tham gia không nào? Chuyện này đúng là quá khó đó cô. Đàn ông nhiều khi còn làm không được, huống chi là phụ nữ. Nè, con quên lời của cô nói rồi hả? Cô đã từng nói với con, bất kể điều gì mà đàn ông làm được thì phụ nữ cũng sẽ làm được. Con nghe rõ chưa? Thì không cô, ngay cả chuyện kéo xe hả? Tất nhiên rồi. Nếu không ai thử sức thì tôi sẽ... Tôi tham gia, tôi sẽ thử sức. Mời chị. Và sau đây là phần quan trọng nhất của buổi tiệc ngày hôm nay, phần công bố kết quả. Không biết là trong chúng ta quý vị đã đoán được là cặp đôi nào sẽ được giải thưởng cao nhất của ngày hôm nay chưa ạ? Vâng, đây là một vấn đề vô cùng hóc búa. Và sau khi cầm cân nảy mực thì ban tổ chức chúng tôi đã quyết định trao phần thưởng cao nhất về cho cặp đôi. Dạ, chưa, dạ. À, cặp đôi. À, cũng từ từ. Anh Tiến Sĩ và chị Diễm My. Bác sĩ tôi không sao. Cô ơi, con đừng bao giờ nghe lời cô Liễu nói. Những gì đàn ông làm được thì phụ nữ cũng sẽ làm được. Cô không xéo xe được là vì cô không có hàm răng tốt thôi. Nếu như cô có hàm răng tốt thì cô cũng sẽ kéo xe được như đàn ông. Dạ con biết rồi. Bây giờ cô đứng nhau khoa đây. Cuốn sách này ông nói hay á, nói về đề tài gì vậy? À, nói về đề tài các kích thích tố đó. Ồ, tôi cũng thích đề tài lắm á. Thấy đề tài đó cũng hay, ông đọc thử đi. Ờ, rồi, em đưa đọc thôi. Không sao đâu chị, để cho tôi xem một chút đi nha. Mất hai cây răng cửa rồi. Bây giờ cần phải chụp phim X-quang để kiểm tra xem dương hàm có bị ảnh hưởng gì không nha chị nha. Chị yên tâm, sau khi chụp phim X-quang xong thì chúng tôi sẽ sử dụng ứng dụng phân tích mẫu hàm 3D để tiến hành trồng răng mới cho chị. Bên chúng tôi có nhà máy xưởng sản xuất răng sứ nên là thời gian sẽ tiến hành nhanh thôi. Chị cứ yên tâm, mọi chuyện cứ để chúng tôi lo. Con đang chờ người nhà ra hả? Dạ. Vậy con uống nước ăn bánh nha. Dạ, con cảm ơn cô. Có cần gì thì gọi cô nha. Dạ. Dạ. Hả? Cô làm sao rồi hả cô? Ừ. Cô cười ra cho con thấy cô. Giống y như thiệt luôn á cô. Tất nhiên rồi. Cô giống y như hai cái này nè cô. Trời đất ơi, con đem theo hai cái răng này làm chi vậy? Dạ tại con tưởng người ta sẽ lắp lại cái răng này nên con mang tới cho cô. Cái con nhỏ này thiệt tình đó. À cô ơi, ở đây người ta cho con ăn bánh miễn phí đó cô. Ở đây hả, phòng nào cũng rộng cũng đẹp hết trơn á, mà lại còn chăm sóc tận tình nữa cô. Cái con nhỏ ham ăn này
Ai mà cho con bánh đó là con khen hết à. Dạ. Đi về. À cô, con lấy thêm bánh được không cô? Lấy đi. Dạ. Đi. Dạ. Đón xem tập 85 55 phút ngày 29 tháng 7 2019 trên kênh HTV7. Gia đình là số 1. 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 Gia đình là số 1.